Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Playcore Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Chúc tất cả một ngày tốt lành. Trở lại với clip ngày hôm nay, Khôi giới thiệu đến anh em một bộ ghép để nghe nhạc vàng, nhạc rề 75 anh em, đích thực luôn, từ con âm ly cho tới cặp loa. Vì đây là một cái bộ phối ghép hay và đúng nguyên lý hoạt động của nó. Thì đầu tiên, con âm ly này nó là Sansui TAC 505. Con âm ly này rất là cổ này, ra đời vào những cái thập niên 1960. Cái dòng âm ly mà có cái đồng bát quái này á, nó ra đời cùng thời với các cái bộ tủ đài này, của tủ đài của hãng Sansui á nha. Thì cái con này cũng là cái con âm ly kỷ niệm của Khôi nha. Thì Khôi đã dùng, đã sưu tầm nó tới bây giờ chắc cũng 5-6 năm rồi. Đó. Thì một lúc thời gian đầu mình cũng có nghe, rồi sau đó mình đưa vào cất trong cái kho á nha. Thì để lâu quá thì nó cũng bị xấu đi, nó bị chóc chày các thứ, nên Khôi đã làm lại cái vỏ rồi. Đó, nên nó rất đẹp rồi. Thì Khôi cũng có đăng lên trong cái lô hàng á, thì giá thanh lý là 5.500.000. Nhưng mà có một anh khách quen chốt nhưng mà để hoài không thấy lấy nè, nên hôm nay Khôi đăng lại. Thì trong đó cái vỏ đã làm đến 400 rồi, tính ra con âm ly chỉ còn có 5.1 thôi, rất là rẻ ha. Rồi bên cạnh đó thì Khôi ghép với một cái cặp loa. Cặp loa này đến từ hàng Koran. Model của nó là BX85, một trong những cái model mà được người chơi đánh giá là có cái cặp, cái căn rất đẹp ha. Thì cặp loa này cũng ra đời vào những cái thập niên 70, nên nó rất là phù hợp với những người thích nghe những cái bản nhạc rề, nhạc 75 hơn em ha, nhạc 80 đó. Đây này, đây Khôi đang ghép với những cái bản nhạc một do gì đây sản xuất, do Làng Văn này nè, do Làng Văn sản xuất này. Rồi thì đây Khôi demo thử nha. Rồi cái phần test chất âm thì tí nữa Khôi sẽ test nguyên một bản luôn anh em nha. Đó, cặp loa rất rất đẹp. Cặp loa này ở phía sau nó có cái tem mà thể thấy là seri liền kề đây ha. Chi tiền kể, tí nữa Khôi sẽ quay cho anh em xem ruột gan. Rất đẹp anh em, cái logo nằm bên hông nha. Này, điểm nhấn. Cái lưới này mình có thể tháo được anh em nha. Tháo được để mình lấy ra ngoài anh em. Nhưng mà mình phải tháo từ phía trong. Tháo xong thì mình sẽ làm một cái miếng dán. Nhưng mà cái đó thì anh em nào thích thì làm. Để mình muốn nhìn, còn không mình cứ để vậy anh em nha. Đây, thùng rất rất đẹp anh em. Thùng zin của nó nha, thùng zin của nó. Mình chỉ có là làm bóng lại thôi. Đó. Đây nè, số seri nè. Và đây là cái mặt đít rất rất đẹp. Rồi có cốt server chỉnh phía sau, chỉnh dãy trên đó. Đó, rồi cái cặp loa hai tí nữa Khôi sẽ tháo cho anh em xem ha. Còn ở đây là con âm ly, thì tiền đây Khôi cũng quay luôn cái hình thức bên ngoài á, bữa hôm Khôi có quay rồi, thì nhiều anh em cũng muốn xem cái ruột gan. Đây nè, cái vỏ gỗ này là vỏ gỗ mình dán lạng ha, 400.000 cho cái vỏ, rất đẹp luôn. Ví dụ như anh em nào mà ở Sài Gòn mà có cái nhu cầu mà dán cái vỏ như thế này á, thì Khôi làm cho ha. Rồi còn mặt mũi này cũng rất là đẹp. Trên này có cái cần này nè, có vài chỗ nó bị lông mèo lông chuột thôi, còn lại cũng khá đẹp ha, núm niếc là zin theo máy hết đó. Cái đồng hồ này đèn zin này, đây đồng hồ bắt quái anh em ha. Thì con này anh em nó thuộc đời lớn trong cái dòng TAC này nha, nó có 303 rồi 404 505 gì đó, thì nó chỉnh được bát, chép và mic này, chỉnh được ba dải luôn anh em, ba dải luôn ha. Đó, nên nó gọi là đẹp. Đây phía đít sau này nè, đến một cặp loa thôi nha, nhưng mà nó lại có cái chức năng làm rề, là nó hay thì nó có chức năng làm rề với men này. Thì theo thời gian thì các thứ nó cũng hơi xấu anh em nhé, nó cũng cũ chứ không phải là nó không gì. Đây, con này sử dụng 4 dòng điện mà hiện tại thì Khôi đang cắm điện 100V ha. Rồi ok, output phono đều đầy đủ, tép đều đầy đủ, có chức năng làm rề anh em lưu ý nè. Đó, con này có cái số seri này 003334 này. Đó, lưu ý là Khôi đều quay số seri ha. Rồi bây giờ thì bố con nóc thôi, Khôi tháo nó luôn. Đây là cái con máy này. Đó, cái con cổ vào những cái thập niên 60 thì như thế này thì cũng khá ổn này. Dòng xuất âm tủ ha, sò sắc Hitachi. Đó, sò sắc Hitachi nên tiếng nó hay, tiếng nó hay này. Thì cái con này nó cũng rẻ, anh em mua thì mua mà không mua thì để lại Khôi
thôi thôi test nhà cũng được này nha. Thật sự nói vậy, nhiều lúc anh em được từ gái chứ mình không thể nào mà bán rẻ hơn nữa, như nhiều anh em cứ trả giá, có người nhắn tin trả 4,5 triệu, có người nhắn tin trả 4,8 triệu, có người trả 5 triệu này, nên Khôi không có trả lời những tin nhắn đó ha, thông cảm. Đây Khôi quay rõ ràng 5,5 triệu chuyển khoản đủ bao ship anh em nha. Rồi đây là mặt sau này, quay lại quay kỹ cái này ha, rất là đẹp luôn ha, tuyệt vời, tem tiếp rồi đầy đủ, cọc loa đầy đủ. Rồi cái phần chính ở đây nè, cặp này thiết kế tất cả là 4 đường tiến ha, 4, 1, 1, 2, 3, 4 này ha. Rồi đầu tiên là đi vào cái phân tầng nè, phân tầng này rất là tuyệt vời luôn. Anh em thấy không, các cái tủ của nó này, tủ hai đầu nha, chứ không sử dụng tủ như mới như bây giờ. Cốt server rất là to, chỉnh rất là hay. Rồi đó là xong cái cùn như ngày xưa anh em này, họ làm được cái cùn dây dầu nha, giấy này, giấy từng lớp trong đó là dây dầu. Rồi cụ bán anh em, đời các đời cổ thì chắc chắn rồi phải sử dụng cụ từ móng ngựa, anh em AR4 cũng là từ cụ từ này, rồi Sunshui Build này các thứ cũng là cụ này anh em nha. À, Build 99A cũng là cụ này. Thì cái bát này là bát 32 nhưng mà mình tốc rụt nó là 30 thôi nên gọi là 30 ha. Rồi toàn bộ đây là chưa buông ngóc luôn 100% nha. Tại vì ở đây này em nhìn kỹ có keo ha, toàn bộ nó ốc nó có keo, gỡ nó phải bay keo ra. Thì cái căng này anh em muốn tháo thì tháo bốc cái lóc này ra nha. Rồi mình sẽ làm thành cái miếng dán để mình thấy được cái mặt trước nha. Đó, Khôi nói rõ này, bốn con nóc, gỡ bốn con nóc là xong rồi này, là mình lấy ra và sử dụng miếng dán. Rồi thì đây bát giấy ha, bát giấy anh em ha, gân này đó. Thì cái cụ này nè, thì nó gân của nó là gân vải nhưng mà theo thời gian thì nó sẽ cứng nha, lưu ý. Thì muốn đánh cho nó mềm mại hơn á thì mình tháo ra mình dưỡng gân đó. Nhưng mà anh em cũng thông cảm là do các dòng loa này này, họ này toàn bộ nó hàn nên em nào có nhu cầu thì mình sẽ tháo ra mình dưỡng gân. À, chứ mình không tháo trước là vì tháo ra mình cắt dây á, nhìn em đổi thừa là mình hàng mất zin nha, lưu ý như vậy. Rồi sử dụng một cái chắp còi nè, chắp còi ở trên là sứ này, những cái còi này rất là đỉnh chóp luôn, đỉnh cao anh em nha. Coran H3B gì đây nè, đó 20W này. Rồi đây là một cái chép và đặc biệt là cái mic đây này, cái cục mic 16 ohm anh em, to khủng khiếp luôn. Bình thường là người ta sẽ bọc là bằng nhựa nhưng mà đây là bằng nhôm này nè, giống như cái chuông chùa luôn đó, rất là dài luôn, sâu và dài ha. Rồi đó là về thiết kế thì nó cũng vẫn giống như các dòng loa Bioner Sunshui nhưng mà cái tiếng của nó rất là hay này, không biết sao là tiếng nó hay nha. Thank you.
Khôi vừa test thử chất âm anh em, thì với test với một cái đồng đi cọ cổ thôi, đến từ hãng Samsung TAC505 anh em, nó có cái đồng hồ bắt quái đó, thì có đồng đi thì Khôi để dành anh em, nó tới bây giờ nó cũng đã 5-6 năm rồi, một cái đồng đi kỷ niệm từ những cái ngày đầu mới chơi mới bán, thì Khôi cũng có đăng một lần là Khôi bán thân lý 5,5 triệu, trong đó là làm cái vỏ gỗ hết 400.000 rồi, nhưng mà có một anh khách anh chốt nhưng mà không lấy nên là Khôi để lại luôn nha. Còn anh em nào mà có nhu cầu thì lấy chơi, máy đang hoạt động tốt. Thì cặp loa, trở lại với cặp loa, thật sự là đẹp anh em. Thứ nhất là nó cao to, thấy hai cái tem nó là trùng series luôn nha, nhưng mà cái đó nên nó thật sự có cái giá trị về mặt sưu tầm cũng như chất âm tuyệt thay này. Cái căng mình có thể tháo được nha, đó nó có nhiều cái rất là tuyệt vời. Thì mức giá nè, ngày thường thì sẽ bán 19,5 triệu, nhưng mà ngày hôm nay trong những ngày cuối năm cũng như chuẩn bị chuyển nhà thì hôm sau nên mình quấn là mình chở đi được mình, nhưng mà cái rủi ro là dụ như nhiều lúc là chất một xe như vậy thì nó sẽ va đập chảy xước thì nó phí đi đó, nên là Khôi sẽ bán thu hồi vốn trước, nếu không được thì mình chuyển đi ha. Giá chốt sổ luôn nè, 17,5 triệu, và Khôi đảm bảo với em giá rẻ nhất Sài Gòn, rẻ nhất Việt Nam hiện tại, vì cặp này cũng có người đang bán trên 20 triệu nha. Đó là những cái thông tin Khôi muốn gửi tới anh em. Nghe cối, nghe rề, nghe nhạc vàng rất hay, rất tuyệt vời. Ghép đèn cũng rất là ổn anh em nha. Nếu có đèn thì khẳng định anh em sẽ hay hơn rất nhiều nữa. Rồi, Khôi xin phép tạm dừng ở đây. Chuyển khoản, nếu như tin tưởng nhau thì chuyển khoản cho tiền. Còn nếu mà chưa yên tâm thì cọc trước cho Khôi 30%. Phần còn lại thì bưu điện sẽ thu hộ. Còn ở Sài Gòn anh em ghé lấy hoặc giao tận nhà đều free ship khu vực nội thành. Tôi xin phép tạm dừng ở đây và hẹn gặp lại.